Dạ em xin được kính chào toàn thể các bác yêu quý Hoa Lan ạ Hôm nay là ngày 17 tháng 3 thì Hôm nay em xin được giới thiệu đến toàn thể các bác một số dòng lan thì Hôm nay nhà em có là bông 5 cánh trắng HO Và dòng lan đai trâu Đai trâu rừng bốc trụ Ngoài ra thì hôm nay nhà em có những chậu lan hoàng nhạn tháng 4 ạ À, về lan hoàng nhạn tháng 4 và dòng lan uh, 5 cánh trắng HO đấy là bờ, dòng lan phi Điệp và bông của nó là bông 5 cánh trắng HO thì là đang là chuẩn bị tới mùa hoa các bác nhé về lan phhui điệp thì mùa hoa sẽ bắt đầu từ tháng 4 cho đến khoảng tháng 6 tháng 6 hàng 5 tháng 6 tháng 7 hàng năm còn uh, về hoàng nhạn thì nó cũng bắt đầu từ tháng 4 cho đến khoảng chừng tháng uh, hết tháng 5 tháng 5 tháng 5 tháng 6 hàng năm nó cũng cũng gần như là tương đương nhau các bác ạ cũng có cây thì cho ra hoa sớm hơn Cũng có cây ra hoa muộn hơn một chút Ở đây thì đầu tiên em xin được giới thiệu đến toàn thể các bác Những chậu lan 5 cánh trắng HO Ở Những cái chậu này là chậu 52 và 53 các bác nhé Thì về lan phi điệp thì 52 và 53 là bắt đầu là cho ra hoa rồi ạ đây là những cái chậu lan ngày hôm nay em bán cho các bác là những cái chậu bây giờ là Chuẩn bị sắp tới là nó sẽ cho ra hoa các bác nhé à Cũng mời các bác nhà mình là xem qua cái mặt bông là năm cánh trắng HO ạ sau đấy là em sẽ báo giá chi tiết với các bác ạ Hôm nay thì 5 cánh trắng HO em sẽ bán đồng giá thôi các bác nhé Ở đây là bông 5 cánh trắng HO Về bông 5 cánh trắng HO thì nó siêu đẹp rồi các bác ạ Nó siêu đẹp rồi Ở bên ngoài nó cũng đẹp xuất sắc các bác nhé Này bông của nó như thế này đấy các bác này Rất là đẹp luôn Ở đây thì em có là những cái chậu hai thân những Chậu hai thân thì nó khoảng chừng Cái chiều cao của nó thì khoảng chừng 7, 80 phân các bác ạ cho mỗi một thân Đó. còn cái chậu một thân ý, thì nó được khoảng chừng hơn 1 mét một thân mà thân nó sẽ mập to hơn um, em sẽ bán đồng giá đấy là 100.000 đồng cho một chậu ạ Đây những cái chậu à, một thân hai thân thì các bác nhà mình mà có nhu cầu mình mà muốn lấy những cái chậu mà nó nó một thân ấy, một thân để nó to đồng đều nhau để các bác ghép ghép thành chợ tạo thành những cái chậu tác phẩm ấy thì các bác bảo em em lọc cho các bác nhà mình nó theo một cái hướng nó đồng đều nhau 5 chậu 10 chậu để các bác ghép các bác nhá còn các bác lấy chậu hai thân thì em cũng có những chậu hai thân để phục vụ các bác đó à, em bán đồng giá là 100.000 đồng cho một chậu và cái giá em báo thì nó chưa bao gồm phí ship đây là những cái chậu hai thân các bác này nó chưa bao gồm phí vận chuyển các bác nhá. Mình mà muốn cho cái phí vận chuyển nó rẻ, giảm ship ấy thì các bác nhà mình à, mình hãy bỏ chậu và gửi cây thôi các bác nhá. Vì mùa này thì các bác à, à, thay chậu, thay giá thể thì rất là ok rồi ạ. ở à, đây là những cái chậu 5 cánh trắng ho ạ. ngoài 5 cánh trắng ho thì à, hôm nay em giới thiệu đến toàn thể các bác nhà mình đấy là cái dòng lan là đai châu rừng bóc trụ. Đây châu rừng bóc trụ thì cũng như hôm qua em cũng đã giới thiệu với các bác thì em về một cái vườn à, Cây vườn này là cây nó trắng nắng nên là rất là khỏe cây Cây cứng cáp, bản lá cũng gọi là tương đối các bác nhá Đây bản lá cũng khá là ok luôn các bác ạ Và lá là lá ngắn thôi các bác nhá, không phải là cái dòng lá dài và lướt đâu Đấy lá nó ngắn thôi Số cây cho 1kg thì dao động từ 2 cho đến 4 cây Cây như em đang cầm trên tay thì nó là khoảng 4 cây các bác nhá Còn cây to hơn là 2 cây cho 1kg và giá tiền là 260 000 một kg ạ. Giá này là chưa bao gồm phí vận chuyển nha các bác. À, về lan đai châu rừng bốc trụ thì cũng mời các bác cùng xem qua mặt hoa của nó nhé Đây là hoa của lan đai châu rừng các bác ạ Mà bông thì à, nếu phải nói về thơm thì nó là siêu thơm rồi Rất là thơm, Đấy, thơm dễ chịu các bác nhé à, Còn nói về hoa thì nó là một trong những cái dòng lan là em thấy là dễ hoa nhất và sai hoa nhất các bác ạ à, cây xấu hay cây đẹp hay là các bác chăm nhiều chăm ít gì thì cứ đến vào dịp tết thì nó cũng cứ cho các bác ra hoa như vậy đó à, các bác chăm tốt thì bông nó sẽ là căng bông bông nó sẽ đẹp à, ngồng hoa nó dài còn nếu như mà các bác nhà mình mà mình kiểu như mình bỏ vải ấy mình không, không tưới được thường xuyên à, thì cái bông nó cũng vẫn đẹp nhưng mà có cái là nó không căng bông bằng cái 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 mà mình chăm được thôi. Còn bông thì năm nào nó cũng cho ra hoa hết các bác nhá. Mùa hoa của lan đai châu thì nó bắt đầu từ tháng 11 cho đến hết tháng 1, tháng 2 hàng năm cơ các bác ạ. Đấy, cây nào nở sớm thì khoảng tháng 11 là nó đã cho ra hoa rồi. Nhưng nó nở rộ nhất là đúng vào dịp Tết âm lịch luôn. Nên là bảo sao các bác hay mua lan đai châu về mình ghép là vì nó nở đúng vào dịp Tết âm lịch để mình chơi luôn đó các bác ạ. Hầu như là đến 90% là nở đúng dịp Tết các bác nhá Chỉ có một số ít là nó nở bị muộn hơn Hoặc một số ít là nó nở sớm hơn thôi Còn về Lan Đai Châu thì sẽ nở đúng vào dịp Tết âm lịch hàng năm Đây cây uh, vườn Lan ngày hôm nay em bán thì cây gọi là rất là đẹp luôn Và cây nó đã sổ hoa rồi các bác nhá Những cái cây này là hàng năm nó đã sổ hoa rồi Nên là các bác mua về thì mình cứ thế chăm Đến đợt Tết tiếp theo là cây nó cũng đã gọi như là thuần này, ổn định này Là cho ra hoa các bác chơi Mùa này là mùa ghép lan các bác nhá Mình bắt đầu ghép từ bây giờ ạ Đây ngoài lan đai châu thì hôm nay nhà em có đấy là hoàng nhạn Hoàng nhạn em bán thì hầu như là chưa số hoa Nhưng em sẽ bán đấy là hoàng nhạn tháng 4 các bác nhá Mời các bác cùng xem qua mặt hoa lan hoàng nhạn Đây lan hoàng nhạn này các bác này Các bác cứ ghép một chậu như thế này các bác chơi này Đó, hoàng nhạn thì nói về hoa thì nó thơm thì thôi Nó là đệ nhất rồi các bác nhá Nó là những cái dòng đơn thân Siêu thơm Hoàng nhạn và đai trâu và các cái dòng đơn thân thì nó là rất là thơm rồi ạ Và cũng là cái những cái dòng lan là nó nằm ở trong cái top là dễ chăm, dễ trồng nhất các bác nhá Các bác bỏ vải cũng được Đấy, không cần phải chăm lắm đâu, không phải là phải chăm cầu kỳ lắm đâu. Anh ơi, ra cầm từng chậu cho các bác xem. Em thì hôm nay thì ghép được 4 chậu, 4 chậu cho các bác nhà mình này. Thì em lên cho các bác cái chậu đầu tiên nhá. Chậu đầu tiên này. À cái vườn lan này thì nó hơi cháy nắng một chút các bác nhá. Cây thì quá là khỏe cây luôn, trắng nắng này các bác này, cây vàng này, nhưng nó lại bị cháy nắng các bác ạ. Vì vườn người ta không có mái che Nên là hơi cháy nắng nha các bác nhá Cái cháy nắng này thì nó không bị bệnh Không bị gì cả Có cái thì nó sẽ bị mất thẩm mỹ đi một chút Như một cái cây lan này này To đẹp như thế này đấy các bác ạ To mập ú luôn này Cây này nếu như không bị hỏng như thế này Thì bán tầm 500 nghìn một mình cái cây này rồi ạ Đó nhưng nó bị cháy nắng một chút Những cái lá như thế này các bác ạ Cây thì mập đẹp này Ở bên hai bên này thì có hai cây Cũng có một cây này bị cháy một chút nữa À, thì như chậu lan này thì Bên nhà em thì uh, làm sẵn như thế này Về các bác mình sẵn chơi thôi uh, Nó đã thuần ở trong một cái chậu ở bên trong rồi Các bác nhá uh, Chậu này thì em bán với giá là 350.000 đồng ạ 350.000 đồng các bác chốt cho em Mã số hoàng nhạn số 10 Giùm em nhá Mã hoàng nhạn số 10 Anh em xong người ra cầm những cái chậu đi cho em nhé Mã hoàng nhạn số 11 ạ Thì uh, ở đây em lên được Các bác một cây này lá xếp song song lá ngắn này siêu đẹp cái lá này là lá non nha các bác nhé các bác trồng ít hôm mà nó sẽ vươn ra thôi và hai cây như thế này à, đây là đơn số là mã số là 11 các bác nhé nó bị uh, gập do là quá trình vận chuyển thôi không nó không bị gì đâu <laughs> ít hôm là nó vươn lá ra thôi các bác nhé nó cong, này. Nó cong. À, đơn này là đơn hoàng nhạn số à, 11 số 11 ạ à. thì chậu này em bán với giá là 300.000 đồng các bác nhé 11 cặp lá các bác ạ 11 cặp lá 300.000 đồng các bác nhé thì các em sẽ gửi nguyên si như vậy cho các bác sụt dịt mà lá nó ngắn cây nó mập 10 và 11 rồi ạ à. 12 các bác ạ một cái vườn hoàng nhạn rất là đẹp nhưng mà để bị cháy nắng khá là nhiều 12 một cây lá xếp chỉ thiên, cây mập bản lá cũng được các bác nhé là bản lá không phải bé đâu xếp rụt xếp rụt ba cây các bác ạ ba cây ở đơn này là 350.000 ạ à. mã số là 12 dùm em ạ à. Ui, mà xa. số là 13. À, Chắc là bốn 4 sen nữa lên rồi. Quá tiếc cho một cây hoàng nhạn gọi là hoa hậu các bác ạ. Bị cháy lá. Cháy mấy lá. 4 lá. Bên này cũng cháy một ít lá nữa. Lá Ui. xếp tầng. Quá đẹp luôn, không kể ra mà không bị cháy thì đúng không có điểm nào để chê luôn. Cổ lá nó mỡ này. lá nó mỡ, thân tròn đẹp. <laughs> lỗi chút lá các bác ạ Cái này chậu này em bán 250 các bác nhé 250 mã số 13 Dạ tiếp theo ạ à, em sẽ lên những cái chậu này về cho các bác nhà mình ghép nhé Mã số là 14 này Nó hơi nặng đầu Thôi thôi cứ để nằm nó đi tí nữa nâng lên, lên, lên. Mã số là 10 14. 14 ạ. Cái vườn này nó người ta chỉ có che lưới thôi thì phải. Nó bị nắng á. Ừ, nắng mà hay. người ta nắng cây nó vàng đấy. Cây nó nó khỏe cây nhưng mà nó lại bị cháy. Đấy. Trời ơi một cái cây hoàng nhạn lá xếp đẹp như thế này mà để bị cháy mất mấy cái lá. Chậu này em lên cho các bác là 200 000 đồng các bác nhé. Đúng là nó không, mà không cháy thì đúng chậu này 350 000 Chỗ này mà không cháy là xác định 350 các bác ạ Nó bị cháy mất một vài lá Một chút xíu Em bán cho các bác là 200.000 đồng đúng không? Ừ 200.000 đồng các bác ạ Đỡ cái cây đi anh cây nó hơi. Tiếp này những cái cây này Nó đẹp như thế này mà nỡ lòng nào mà thật sự luôn Cũng 200.000 đồng các bác nhá Số 15 Số 15 200.000 đồng mã số 16 tiếc đúng không ừ. Tại vì nó là cái thuộc cái dòng nhạm là xếp mà nó xếp rụt mà bản lá cũng to đẹp Ôi, con này này con này nhìn thích nhá mini thích nhá Ờ, chậu này em lên cho các bác cũng là 200.000 đồng các bác nhé Chậu này thì không bị cháy lá 16 ạ 17 ạ. Đẹp này. Ok này. này cũng đẹp này. Nó hơi hơi vết nứt một chút xíu các bác ạ. Nhưng mà cây này đẹp này. Cây đằng sau cũng đẹp nhá. Cây đằng sau là anh quay cây đằng sau cho các bác đó, cây đó. Lại cổ lá to này nó Thôi các bác chịu khó chăm thêm một chút nhá Cái cái loại này đúng thật sự quá đẹp luôn ấy Nhạn rừng mà lại còn nó nhìn các bác nhìn thấy như nhạn 4N luôn 17, 17 các bác nhá 200 200 nghìn, 200 nghìn luôn 18 Em cũng tiếc cho các bác Một cái vườn nhạn mà để mà tìm được cái cây nó to nó mập lá nó xếp dày như thế này Uhm, cũng không 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 có nhiều các bác mà cuối cùng người ta để như thế này chính là cũng thiệt hại. 10 uh, 18. Đây này em lên cho các bác là 150.000đ. 18 150.000đ. Nhưng mà về cái hàng này nó lại không phân thuốc. Các bác chơi thì nó lại khỏe cây. 19 này, một cái cây đẹp chưa này. Và hai cây đằng sau nhỏ hơn một chút. Cũng 200.000đ các bác nhá. 19 Bà 20 đấy. Đây đây đi. 20 21 thì đó cũng được. Em đang chuẩn bị rồi. sẵn đó. Đây số mấy? 20. 20 này. 200 000 luôn các bác nhá. Tiếc này. Ừ. Đây này có bị gì đâu? À bị một chút ở rừng lá gốc à? Ừ. Cả vườn đấy nhỉ ừ. Nhưng mà người ta bỏ vãi rồi người ta có phân thuốc gì nữa đâu mà. Vườn này mà người ta mà phân thuốc một cái là thì đúng. Hết cỡ luôn. 21 này. À. Thôi lên cho các bác cái chậu đẹp lên cho các bác luôn, 21. 270 000 nghìn các bác nhé 21 270 000 nghìn Rưỡi 250, 250 Thì những con kia nó cũng vậy mà. Mà mấy con kia nó bị cháy nắng thôi. Rưỡi 22 này. 21 là 250 các bác nhé 22 này. 250. 250. À 250 à? à trăm à. à, rưỡi trăm rưỡi trăm rưỡi vâng trăm rưỡi nhưng mà con này nó đẹp con này phải trăm tám anh cứ vớ vấn ừ, có vớt vẫn không hai con mấy con này quá thôi được rồi. ok ok trăm rưỡi đơn uh, số hai mươi hai mươi các bác ạ một vườn nhạn uh, như thế này nhưng mà như thế này nên nó lại đổi lại là cái hàng nó không phân thuốc các bác nhá mình dễ chăm những cái hàng mà người ta phân thuốc nhiều thì các bác sẽ á, về mình sẽ khó chăm đấy đó đấy bác nào mình có nhu cầu thì mình liên hệ vào số điện thoại của em là 0382 035 821 ạ à. em cảm ơn toàn thể các bác rất là nhiều các bác nhá